Vào tối ngày 19 tháng 12, người đi đường phát hiện một nam thanh niên hơn 30 tuổi, quê ở Hóc Môn, điều khiển xe máy biển số 43E1 04166 hướng từ huyện Bến Lức về thành phố Tân An. Khi đến cầu Bến Lức, nam thanh niên bỏ xe trên cầu và leo lên thành cầu, nhảy xuống sông tự tử. Sự việc diễn ra bất ngờ, người đi đường không kịp ứng cứu. Thời điểm này trời tối, nước chảy xiết, nam thanh niên mất tích nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường bảo vệ tài sản và tìm thông tin gia đình nạn nhân chỉ trong vài tuần trở lại đây tại bến lức xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử, tử trong đó một số trường hợp được người dân can ngăn ứng cứu kịp thời